Like me. Hello. Like me. Đây con gái tao nè. Con gái là Johnny. Gái cà mi tao nè. Ở đây xin giới thiệu là con gái. Con gái ra đây là con gái nuôi. Con cái ruột thì con nhỏ con hơn. Đấy thôi. Đó. Ok. Chào mọi người. Chào các bạn. Đây là ba ruột của Trà My. Đấy. Hello. Hôm nay thì are you one smart? Đột xuất thôi. Cũng hơi ngày rồi. Đúng ra là không có like. Nhưng có cái điều là thấy gia đình này vui. Hôm nay là xuống nhà đứa con gái thì tụi nó bạn bè tới nó chúc tụi nó thôi, nhưng mà có hai ông bạn già, đây là ông bạn già tao đó. Đây. Đó. Đây giới thiệu mọi người, đây là Bảo. Chào mọi người. Rồi ok. Mà làm sao nghe mẹ. Mà quên hồi nãy giờ hỏi có nghe rõ không mọi người? Mẹ nói giống như khùng vậy. Trả lời con nghe rõ không? Ồ. Nhiều 6 người vô coi rồi. Lớn nhiều quá. Nghe rõ không? Không biết tôi nghe rõ mà chắc lẽ nghe rõ không. Yeah. Ok mọi người. Hello. Bữa nay mình là chơi với cô ở chứ hết mẹ rồi. Con. Trà My. Lấy cho rượu bỏ vô cho bố rồi. Đây nè, bố nè. Rượu này nè. Ô trời, có anh Peter đó kìa. Anh gửi cầu đây đi. Peter là ai? Peter là anh Peter Phượng ở bên California. Anh ở gửi cầu đó vậy cho anh Peter. Bàn mấy cái nữa. Đâu cần, cần có cái việc luộc đi rồi ai ăn muốn nhiều ăn thôi. Chào Hậu Nam. Bữa nay mấy đứa con gái nó đãi bà. Nó mua hột gà mà nó tưởng là hột vịt. Gà lộn. Đó hột gà lộn mà nó tưởng là hột vịt lộn. Ba mới nói trời ơi hột vịt lộn đâu phải vậy đâu. Trời ơi. Màu da. Vịt là màu trắng. Con gái nuôi con gái ruột gì cũng đẹp chứ trời á. Nói chuyện với ai rồi? Cái Hậu Nam nè, này là con nuôi tôi nè. Ồ. Nói chung là khi lên mạng thì có người thân, rồi bạn bè, rồi con cháu, để bố nói chung là không tự lăng. Không, có ai Việt Nam không? Việt Nam không có chứ gì rồi. Ông bạn tao hỏi, ủa, ở đây có ai Việt Nam không? Trời chết mẹ rồi. Sorry, tại vì mình bên Mỹ lâu quá, mình chơi Việt Nam mình không biết. Sorry. Cái anh cha này nè, bạn tao á, đủ má bạn cha nó từ xưa giờ. 52 năm rồi mà ta chưa về Việt Nam lần nào chưa? 52 năm rồi. Âu của anh á? Nó 75. 75 nhiêu? 55 với 47. 47. 47 năm rồi chưa hề về Việt Nam mà cha nói là cha biết hết trơn, đủ quá không? Đủ quá. Nè. Cỡ này mà thấy băng tay ta không? Đủ vỡ mặt như thường. Chào hỏi năm. Biết nhiều lắm. Tại vì mà nhỏ mình học hỏi thêm đó, biết rất nhiều. Nói chung thì hôm nay nhà gái nó mời bố xuống ăn thôi. Nó kêu mà ba xuống dưới đây ăn hột vịt lộn. Nhưng mà xuống đây toàn là hột gà không à, chứ không phải hột vịt. Đây là hột gà, đây rõ ràng. Hột vịt làm gì, hột vịt làm gì có cái vụ này, đúng không? Hột vịt mồi già. Nhưng mà vui, vui là cho là con cái nó nghĩ tới mình là được rồi. Anh phải hiểu rằng là ở đây hầu như những người già là bị một cái bệnh gọi là bệnh tự kỷ á, có bệnh là khi con cái đi ra hết nhà khỏi nhà rồi đó, mình ngồi ở nhà được cái trong góc cái năm này qua tháng kia riết rồi người ta nói chuyện một mình. Tự kỷ có nghĩa là nó tâm thần nó bị trầm cảm, nó bị stress á. Rồi ngồi nói chuyện lãng nhãng một mình không có ai cả, đó là chuyện của thật. Cái ông này bây giờ ổng đi riết rồi bây giờ ổng không còn biết tiếng Việt nữa, có nghĩa là nói phải không,
nói là phải nhắc nhở rồi phải giải thích cho ổng. Đúng quá, làm với em bé lên ba à, tao tao bực cái vụ lắm á. Đáng lẽ là giật cụ chỏ hồi nãy giờ rồi đó, nhưng mà tại thể rể là ba của nhỏ gái. Sorry. Dạ. Yeah. Sorry, từ lâu quá rồi không đâu nhớ được. Đó. 47 năm này chưa bao giờ về Việt Nam. Yeah. Mà nói như đúng rồi á. Nói cẩn thận lời nói trước khi đối với chuyện của tôi. Nếu anh nói xúc phạm, anh chỉ nói chỉ Việt Nam thôi, mà có chuyện gì mà cảm thấy tôi không thấy hài lòng là anh coi chừng đó. Yeah. Đừng nói chuyện khác, tôi mệt. Đúng rồi. Đó, anh nếu anh nể tôi, anh thương tôi thì đương ok. Nhiên, đương nhiên. Mà tôi hỏi anh có thương tôi không? Thương chứ. Ờ, vậy được rồi. Mới tới anh mà xe, đó. Ok. Chung vui. Vô. Ghê không? Được quá. Mà mấy người này, bạn anh đó. Còn cháu không à? Không, mà nhỏ phải không? Nhỏ tuổi. Ok. Con cháu ở Việt Nam. Dạ. Yeah. Mà khi tôi về đây á, nó mới nó gọi điện qua hoài. Thì bữa nay mình livestream mà thì nó vô nó hưởng ứng, nó chào bố, chào đứa là cái đấy bình thường đó mà, đi đâu. Nhưng mà tôi thật với anh là từ xưa giờ tôi cũng đau khăn này không quắn. Tôi đã khẳng định là cái đất này không phải đất của ta. Đương nhiên. Việt Nam mình. Khi ta chết. Đúng rồi. Thân ta về cố quốc. Dạ. Hiểu không? Cố là gì? Cố quốc là Việt Nam. Cố quốc là cái chỗ mà ta bỏ ta đi á, sanh đẻ đó không? Ờ, ta về đó trở lại. Dạ, thế như, thôi cũng như mình sanh thì nó tự vũ mình là Việt Nam đúng không? Đúng rồi. Dạ. Được, cho nên là điều chứ mình không nhớ anh ơi, sorry. Tại tất nhiên cái ông này ông đi quá lâu rồi. Dạ. Bữa nay tao giới thiệu tôi mới biết rồi. Cái ông này ông đi quá lâu rồi, ông chưa về. Nhưng mà cái thương cái chỗ này ông không bao giờ dùng cái từ phản động cho ông bao giờ. Không có. Hiểu tao không? Dạ. Cái là phản bộ vệ quân ổng không có, mà ổng đâu có biết gì đâu mà có. Mình, nhưng mà ổng là cha của đứa bạn gái con tao, có nghĩa là tao với ổng là bạn thân. Dạ. Rồi hai đứa con gái tao cũng bạn thân luôn. Dạ. Con gái nuôi và con gái ruột y chang như vậy thôi. Dễ thương lắm. Thì con gái nuôi tao còn đẹp hơn cái ruột tao nữa. Mày muốn coi, tao cho mày coi. Mà tao nói bị ai nó có chồng rồi đó. Đừng có dụ nha. Con, Trà My, đại biểu coi. Mày coi là mày hết hồn luôn á. Mày tưởng đâu là chắc là lẽ là ở đi tao ở Hollywood. Trà My, biểu coi. No share. No không share. Share hình ảnh nha, cấm nha, cấm share nha. Con, chào mọi người đi con. Đây, bố nè, đây, không. Con kìa sát ra cho người ta thấy bố mặt. Hello. Chào everyone. Chào everyone. Chào mọi Cheers. Người. Cheers. Mời bà vô. Vô, chào mọi người. Vô. Vô. Nó có cái nét là tay ta không? Đó, y chang vậy không? Nhất là cặp mắt của nó, lông mi nó cao y vậy. Chưa nó hết cũng vô. Trời ơi, lông mi nó mà lấy sợi dây nhợ rồi cột vô giật lên cũng được luôn á. Ghê thiệt á, đồ hát. Nói như vậy á, ở Việt Nam ta cũng nhiều con cháu. Ở Mỹ ta cũng nhiều con cháu. Ê mà con cháu tao... Cái gì à? Rất là dễ thương. Chẳng có cái nào mà... Đối với tao rõ ràng vậy á. Đứa nào tiếp xúc kể cái ông này 47 năm không về mà hễ nói chuyện với tao mà tao sốc là rụng mà tao chửi á, rụng bánh rồi. Ổng bây giờ ổng đi lâu quá rồi tiếng Việt ổng không rành nữa, có nghĩa là sao không? Ổng là mấy cái ổng nói mấy cái từ mà hầu như là chế độ cũ mới nói. Ví dụ như chữ hải quan của mình Việt Nam mình thì ổng nói là quan thuế rồi là cái gì? Yeah. Ông đâu có biết cái chữ hải quan là cái gì đâu. Nói vậy tụi mày hiểu. Quá lâu, đồng ý không? Yeah. Thì đây là một cái like. Mà có thể là cái like này nó sẽ truyền trả. Hình như thế giới đều nghe hay chứ không phải được. Red file, không sao. Red file, anh đồng ý không? Dạ yeah. Bà mẹ thiếu gì? Trời. Đúng rồi. National. Đây là anh Bảo. Đó. Hello. Chào mọi người. Rất là dễ thương. Còn biết từ tiếng Việt nói vài câu rồi mà nó hơi nói ngọng chút xíu. Tuy là không biết nhưng mà chào mọi người nha. Rồi ok. Vui vẻ nha. Không. Cái này tao trị được. Bởi vì sao? Mày mới hiểu tao mà.
hiểu không? Nói vui thôi, có con hiểu rồi này à. Ở đây cái xứ này nè, bảo biết rồi, có nhiều đứa bị tâm thần, dài dài lớn mình bị tâm thần nhiều. Tại gì? Stress á. Oh, stress, ok. Stress. Ô, Mỹ nè, Mỹ cũng vậy thôi. Mỹ 100% vậy thôi, stress nhiều. Thương mắt. Stress về tiền, money, stress về job, stress về family, a lot, everything. Đúng rồi, everything. Yeah. Nhưng mà... Nhưng mình, mà nói là đâu có tin đâu. Yeah. Mình chết là thoải mái. Thời gian là... Tại vì ba má mình thì mới dịch đó, Việt Nam qua Mỹ hết rồi. Thời gian mình không có về là vậy đó. Thời gian bên Mỹ hết. Thời gian là... Chào ai ơi Việt. Rồi chào Nguyễn Thanh Tuấn. Chào rồi, mấy anh nha. Chào nha tất cả mọi người nha. Mọi người nha, tại vì mình... Ai muốn lên chơi với bác thì cứ gửi yêu cầu rồi bác mời lên thôi. Chứ tao không biết bây giờ lúc này thì mắt mờ, mắt kém rồi. Còn vài tháng nữa là 71 rồi. Nè, ông đang nhiêu? 70. Rồi, thua tuôn tuổi. Toàn là xóa, xếp rồi hả? Không, mà còn đi làm. Đùa, mày dở quá. Thì làm quá sướng. Không muốn nghỉ sớm. Đó. Nếu mà nghỉ là đủ bà bị tâm thần liền á. Dạ. Là bởi sao? Tại vì không có cái gì để mà ngồi mà nói chuyện. Dạ. Tại vì làm coi việc gần nhà có một mai thôi. Ừ. Là một. Công việc làm từ đó giờ là quá sướng đi, quá nhàn đi. Ờ. Thành tựu cho ai biết gửi đi con. Ai biết thằng này, thằng cháu này nó cũng rất dễ thương. Nó ở bên Mỹ, nó là người trẻ thôi, nhưng mà nó am hiểu về lịch sử Việt Nam. Yeah. Nó am hiểu về cái tiến trình tiến hóa của Việt Nam và hội nhập gia thế giới như thế nào. Đúng. Nó là mà nó là cơ quan, nó làm cơ quan công quyền của nhà nước Mỹ. Đúng rồi đó. Yeah. Nó rất là hay. Yeah. Tính mời lên nói chuyện nhưng mà không biết nó có lên được không, ai biết đâu. Đó, thời gian mình hiểu biết nhiều lắm. Có nghĩa là nói chung là khi ai có cái đầu mở ra để hiểu biết á, thì mới hiểu được đất nước nào tốt của người đâu. Có cái like cách đây một bữa hai bữa rồi tao có like với cái thằng chuyện nước Mỹ của tí á, tao cảm thấy tao hài lòng bởi vì tao mở lòng ra từ giờ tới xưa, từ hồi giờ tới giờ không nói được điều đó, bây giờ nói được điều đó rất là mừng. Bởi vì cái chuyện này là chuyện rất ư là thâm cung bí sử. Mà hầu như tất cả những bọn mà không ưa Việt Nam mình, nó hay dè biểu. Nó nói nước ngoài, nó rượu quay khi ra nước ngoài là cái học từ lớp 1 đến lớp 12 không có tốn tiền. Đồ mấy đứa có đâu có này, ngay cười khẩy, đồ e cười ngay này được nha. Cười cái con chủ. Thiệt không? No, 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 no. Đây nè. Khỉ. Ồ. Mẹ bà đó, mẹ cha mẹ đâu có tiền chích mẹ luôn thì đi nó mới học khi chứ sao. Đâu quá, nhưng mà ở trong đất nước mình có dự thật. Tôi muốn ra đảng, tôi muốn con tôi đi học không có tốn tiền. Nó không biết con mẹ gì không tốn tiền chứ. Má nó tầm bậy tầm bạ. Tụ má. Tao tính tao thì tất cọc cằn rất là thô lỗ. Nhưng mà tao nói tụi bây nghe nè, cái gì nó cũng vừa phải thôi. Cái gì nó cũng có cái bất lưỡi giới hạn thôi. Đúng rồi. Đủ mà nó quá lắm mà thì đủ mà tao chửi thôi. Tánh tao thì cọc cằn thô lỗ, tao không có mỹ miều qua văn con mẹ chứ anh trời. Nó thẳng mày vậy. Nó thiệt mày hơn ai, giàu có hơn ai, tranh giá hơn ai, học biết hơn ai. Ê, má mày nghĩ sao vậy? Cá nhân của mày thay đổi được cả một cái thể chế à? Mày nghĩ gì mày nằm mơ à? Đủ, từ tào lao đủ, mày đéo biết gì vậy cả. Mấy người này bà hay là cháu chắc thì anh, cháu chú à? Đâu có, mày kia mở lại thì có thù cái ta, có thù của ta. Có là sao? Có cả người không đồng chính kiến với mình hoặc là người đồng chính kiến với mình. Thì có cái có kẻ ủng hộ và có kẻ chống. Nhưng mà kẻ mẹ mình không khe. Bởi vì mà nói theo cái kiểu của mình nghĩ mà, mình đâu có sợ ai đâu. Có vậy. Thí dụ như hôm nay trời đây có tuyết, chạy xe sẽ nguy hiểm chết mẹ. Không lẽ tao nói là bữa nay chạy ngon. Đúng rồi. Không. Đúng cái gì? Vậy nên người anh thẳng thẳng. Đúng rõ ràng. Nói thẳng, hiểu không? Không có lùm mới lấy tàu bậy, hiểu không? Có gì nữa đó. Có gì rồi cái đó. Đúng rồi. I like it. I like it. Cái bàn cái tao ngồi nhồi nhậu với thằng bạn già tao cũng trả giá. Bởi vì các con tao làm ra, đã trả thế máu và nước mắt đổ ra mới có đồng tiền như vậy.
nói một cách khác chăng nữa, nước Mỹ không cho người ta bất cứ một cái gì, không phi, không có gì cả, no phi. Đây là ông bạn tao già qua trước 75 nha, ông qua trước 75 luôn. Tới bây giờ, 76, 76 cho anh vậy đi. Bà từ 76 tới giờ ông không có về nước, ông không biết mẹ như rồi. Thành ra bây giờ ông dùng những cái từ buồn cười đó. Yeah. Ông dùng những cái từ hồi xưa, đại khái vậy. Yeah. Nhưng mà ông nói tao hiểu. Yeah. Mà tao cũng thương luôn. Yeah. Là bởi vì sao? Ông là cha đẻ của đứa con gái đu của tao. Yeah. Thế vì đó tao thương luôn. Mà tao nói rồi à, đụng má chơi tôi mà đụng má. Mà nói một cái gì mà đụng chạm tới Việt Nam tôi là cho ăn chay vô đầu á. Đúng rồi. À, đủ ông kêu ok em chấp nhận đủ cái vậy cỡ như nó còn chấp nhận thì cỡ tụi bay như thế nào. Đúng rồi. Tại vì mình rất thích như Việt Nam. Đúng. Bởi vì sao? Cái miếng đất đó nó một cách khác cái này. Ta không hiểu, ta không diễn tả được. Đúng rồi. Ta không diễn tả được gì đó. Nhưng khi ta muốn gì rồi, khi ta bước chân xuống cái đất của tàu, đất nước Việt Nam tàu, ta cảm thấy cái gì ta cũng vui. Có nghĩa là ngày nào ta cũng coi là Tết. Mà cái đó là cái tâm trạng của tao thôi nha, tao không muốn nói ra. Mặc dù người đó là mùa hè, mùa xuân, mùa mưa, mùa nắng, mùa mây, thì tôi bước xuống tầng nhất là tự nhiên người ta làm những mùa xuân vậy. Đúng rồi. Ê, đủ má thằng cư sáu tân lên chơi mày. Gửi cầu lên chơi, mày lên chơi. Chỉ có mày lên chơi với ta thì ok. Còn sao mình thấy không thấy hình mình mấy nữa. Nó chưa có lên mẹ ơi, khổ quá. Cái thằng này từ hồi xưa giờ ở nước Mỹ mà không bao giờ biết dùng mạng xã hội. Hiểu quá đó coi. Chưa dùng. Tao bữa nay tao mới thấy cái điều này, thằng Duy Tân nó có lý. Ở đây anh không nói tên, nhưng mày thôi mẹ ơi, mày chấp nhất gì một con nhỏ khùng. Lấy bố à. Lấy bố khỏe không? Bố khỏe không? Nghe vậy không? Hello. Nghe vậy không anh Trầm? Alo. Gì cái nó? Alo khỏe. Khỏe không anh Trầm? Sao nghe em nói cái sẽ à khoan được. Cái hay nhất là anh cúp đi xong anh kéo lên lại. Tại vì á. Tại vì không ai nghe được hết trơn á. Không ai nghe được hết trơn anh ơi. Em đi cúp cái like đi anh ơi. Cúp cái like. Anh bảo gì đó. Ok bye. Cúp đi. Rồi bye.